Quảng cáo táo bạo như vậy thì thao Distant, chỉ cần cướp cửa hàng và chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh là được rinh về quà tặng miễn phí. Thương hiệu Distant được biết đến với sản phẩm giày và quần áo thể thao cao cấp đến từ nước Pháp nhằm thúc đẩy phong trào và hoạt động tập luyện thể thao trong cộng đồng. Distant đã tung ra chiến dịch quảng cáo ngoài trời OH có tên gọi là Rapid to Get It, tạm dịch là cướp giày để lấy được giày, cùng hoạt động tương tác thú vị với khách hàng vào ngày 18 tháng 10 vừa qua. Chiến dịch được nhãn hàng Distant thực hiện tại Paris, Pháp. Cụ thể, thương hiệu mời gọi khách hàng tham gia một thử thách vô cùng đặc biệt, đó là mọi người có thể lấy chọn bất kỳ món hàng nào trong cửa hàng như là mũ, đôi giày, áo thun hoặc quần áo thể thao. Tuy nhiên, với một điều kiện duy nhất, những người tham gia phải chạy nhanh hơn vận động viên Beba Michael Zizi, một trong những vận động viên chạy giỏi nhất nước Pháp, có khả năng chạy được 100m dưới 10 giây. Nhiều tín đồ yêu thích thời trang thể thao đã nhanh chóng ghé qua cửa hàng để tham gia thử thách với hy vọng có thể mang được đồ miễn phí về. Trên thực tế, tất cả người chơi đều cố gắng chạy thật nhanh, nhưng để một người bình thường có thể chạy thắng được một vận động viên gần như là không thể. Tổng cộng có 2 người giành chiến thắng trong hơn 76 người tham gia. Tuy nhiên, cả 2 chiến thắng không phải là nhờ chạy nhanh hơn, mà họ đã tận dụng thời điểm Michael Zizi ra khỏi cửa hàng để lấy trộm món đồ. Chiến dịch quảng cáo ngoài trời tương tác Rapid to Get It đã được đông đảo mọi người hưởng ứng tham gia, đặc biệt là fan hâm mộ của thương hiệu này. Thông qua chiến dịch, Distant muốn khuyến khích mọi người hãy thường xuyên tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ngoài trời nha.